Em chào, chào chị ạ. Thuê trọ hả em? Vâng ạ. Dạ. Vào đây. Dạ. Tân sinh viên đúng không? Vâng ạ. Chị năm ba, gọi chị là phải rồi. Bạn cùng phòng với chị vừa mới chuyển đi, nên chị tìm người ở ghép cho đỡ buồn. Đây, phòng khép kín, 1,3 triệu. Tủ lạnh, máy giặt, rồi đồ đạc trong nhà chị tự sắm tất. Vâng. Điện nước nữa vào khoảng tầm 1,6 triệu em ạ. Em xem đi nhé. Vâng ạ. Khu này an ninh tốt lắm, toàn sinh viên ở thôi. Vâng. Thế chị cho em ở cùng với nhé. Được thôi. Đồ đạc em mang tất rồi đúng không? Vâng. Dạ. Tí ra bảo cô chủ nhà một tiếng là được. Dạ. Em là Linh, còn kia là Thanh, bạn em. Bạn em hay bạn trai em? Dạ, cái này thì em đang phấn đấu. Có chí khí đấy. Linh xinh thế này, phấn đấu là phải rồi. À, đồ em để đây nhé. Ừ, để đây đi em. Đi làm thêm cả ngày, về lại dính lấy cái bàn học, cẩn thận không ốm đấy. Dành, lấy lắp của chị, xem tin tức, chát chít cho đỡ buồn. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Thật ra em cũng chẳng ngại khổ, chỉ sợ không kiếm được tiền thôi. À, chi tiêu em ghi hết trong sổ chị nhé. Ừ, hôm nay chị cũng vừa đóng tiền điện. Đi suốt cả ngày chẳng dùng mấy, mà cũng hết gần 500 bạc. Làm thế nào để kiếm thêm được tiền hả chị? Hôm nào thích thì ra quán với chị. Tiền bo nhiều, nhưng phải biết uống cơ. Em không uống được đâu. Không biết uống, hay cậu Thanh kia không cho uống? Bọn em đã là gì đâu. Nhìn điệu bộ ấy, tôi biết thừa. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tóm lại, chỉ thiếu mỗi câu xác nhận chủ quyền nữa thôi đúng không? Thật ra, trò yêu đương sinh viên, đẹp nhất là lúc chập chờn thế này. Khi bập vào rồi mới thấy, hai cái nghèo dính lấy nhau, khó bền lắm. Nhưng bọn em chơi với nhau từ bé mà. Yêu đương thì lại khác. Giờ em mới lên Hà Nội, chỉ một vài năm nữa thôi, mọi thứ sẽ khác ngay. Mặc dù có thể bản thân em cũng không muốn khác. Alo, em đây. Em đã muộn đâu mà chị phải gọi điện giúp. Gì? Tìm thêm người á? Thế quân của chị đâu hết rồi? Loan à, rảnh không? Qua cấp cứu tao vụ này cái. Gì? Mày đi du lịch rồi á? Thôi lượn đi. Về nhớ quà cáp đầy đủ cho tao đấy. Tao Xuân đây. Đang cần mày giải cứu một vụ rất là nóng sốt đây. Gì? Mày bị lên sởi á? Thôi thôi, nghỉ đi. Tao có việc gấp. Nhưng thôi, tao tự giải quyết vậy. Thế nhá. Linh này, em có uống được rượu không? Em không. Chỉ một chén là tưng bừng rồi ạ. Không biết uống, nhưng biết rót đúng không? Em giúp chị vụ hôm nay với. Nhưng có chuyện gì ạ? À, là thế này. Bạn chị tiếp mấy anh bên doanh nghiệp, toàn sếp lớn thôi. Họ muốn có một hai cô gái ở đó, để rót rượu, nói chuyện, cho thêm không khí ấy mà. Đảm bảo với em hoàn toàn trong sáng lành mạnh. Em mà không muốn, chẳng ai ép được em cả. Em xin lỗi, nhưng em không giúp được chị đâu. Chị biết là em không quen, nhưng em vừa thấy rồi đấy. Chị gọi khắp nơi rồi mà không ai rảnh để nhờ cả. Nhưng chị có khách phát sinh, một mình chị không thể cáng đáng nổi. Chị cần em làm gì em không ngại đâu. Nhưng đi tiếp rượu em không làm được. Giúp chị đi Linh. Trường hợp cần kíp, chị mới phải nói khó với em thế này. Từ hồi em ở với chị đến giờ, chị đã nhờ vả hay nói khó với em lần nào chưa? Nhưng mà... Đừng nhưng, chị xin em đấy. Chị thề, em chỉ cần ngồi đấy, cười cùng lắm là rót rượu thôi. Còn đâu để chị xử lý tất. Nhưng có thế, em cũng không làm được đâu. Coi như chị xin em giúp chị đi.
Đây là chỗ làm ăn thân thiết của chị. Chị đảm bảo không có gì khuất tất đâu. Em đến đấy mà thấy chuyện gì khó chịu, em bỏ về cũng được. Linh, em thấy chị chết mà không cứu chị à? Chị dám lấy sức khỏe của bố mẹ chị ra để thề với em đấy. Không có vấn đề gì đâu, được không? Đi với chị lần này thôi, sau này chị sẽ không bao giờ làm khó em nữa nhá. Nhưng em chỉ cần rót, không uống có được không? Ừ.